Xin chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh Kiến trúc HCG. Trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một hình thức 3D của một cái công trình biệt thự 2 tầng mái Nhật mà bên Kiến trúc HCG đã tư vấn thiết kế cho nhà anh Nguyễn Văn Quyết tại Lương Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương những quý vị các bạn nhé. Công trình lần này thì có mặt tiền là bằng 8.1, sâu là bằng 11.8. Trong video thì bên mình sẽ phân tích rất kỹ cho quý vị các bạn về hình thức 3D, không gian, giải pháp cũng như là hồ sơ bản vẽ của công ty cổ phần Kiến trúc HCG để cho quý vị các bạn nắm bắt được và áp dụng được vào trong cái khuôn viên trong công trình của nhà mình. Lần đầu tiên quý vị các bạn đến với kênh Kiến trúc HCG, các bạn hãy nhấn nút đăng ký kênh, nhấn nút chuông để mỗi khi bên mình xuất bản video, quý vị và các bạn sẽ là những người đầu tiên nhận được nhanh nhất phải không ạ? Kiến trúc HCG xin cảm ơn quý vị và các bạn điều đó. Còn bây giờ, Cường xin mời các bạn hãy cùng Cường hướng lên màn hình để xem luôn cái hình thức 3D công trình lần này. Trên màn hình của quý vị các bạn đây, đó chính là tổng quan cái phần 3D mà mình đang sử dụng trực tiếp phần mềm của bên mình để mình chia sẻ cho các bạn nhé các bạn nhé. Thì các bạn có thể thấy được rằng là về cái tông màu bên mình đang sử dụng ở đây đó chính là tông màu xanh ghi, ghi xanh ghi rất là đậm kết hợp với lại tông màu trắng như các bạn. Còn phần mái thì cũng là màu mái xanh ghi. Các bạn có thể sử dụng mái ghi lông chuột hoặc là xanh ghi như thế này thì rất là hài hòa cân đối. Còn là nếu mà các bạn nào mà muốn đổi cái mẫu nhà này trở thành một cái công trình là theo cái tông màu nâu thì toàn bộ những cái phả bảng phối màu của bên mình ở đây thì các bạn hãy chuyển thành tông màu nâu và mái ngói cũng là mái ngói màu nâu như các bạn nhé. Thì đấy chính là về cái phần màu sắc. Còn về phần hình thức thì mặt tiền công trình lần này bên mình đang làm là bằng 8.1. Quý vị các bạn có thể thấy được rằng là 8.1 và chiều sâu của công trình tức là từ đoạn này đây là được là 11.8 nhé các bạn nhé. Về lối lên của công trình thì bên mình đang làm là lên là bằng 5 bậc. Tất cả cái phần này thì đều được ốp đá marble. Phần bên dưới rìa ở bên dưới này thì là bên mình đang sử dụng là gạch. Các bạn có thể sử dụng gạch thì sẽ tiết kiệm tiền hơn. Hoặc là các bạn sẽ ốp đá màu đen nhé các bạn nhé. Hoặc là các bạn ốp đá màu đen thì sẽ rất là bền. Tiếp theo thì toàn bộ các cái phần bồn hoa ở đây thì là bằng ốp và gạch thẻ nhé các bạn. Đấy chính là về phần hình thức của các cái phần ốp của công trình. Và cửa của công trình lần này thì các bạn có thể thấy rằng là về phần cửa trước thì bên mình đã sử dụng đây là cửa gỗ này. Và tất cả các cái phần cửa sổ xung quanh bên hông, đây là cửa sổ bên quanh bên hông thì là bên mình sẽ sử dụng là cửa khung nhôm. Mình xin phép là sẽ quay chậm hơn một chút để cho các bạn xem ở trên video sẽ đỡ bị giật nha các bạn nhé. Công trình lần này thì quý vị các bạn có thể thấy được rằng là cái phần ở đoạn này mình không dùng dàn hoa hay là không dùng dàn hoa. Nếu mà dùng dàn hoa thì là các bạn sẽ phải thụt cái phần sảnh này vào sâu một chút, nó rơi vào khoảng tầm 600 hoặc là 800. Đó, sâu vào một chút sau đó thì chúng ta mới tách được cái phần này ra, tách được cái phần chóp này ra và đây nó phải sâu vào tận đây thì chúng ta sẽ làm được cái dàn hoa cũng như làm được cái ban công ở đây. Đó, nhưng mà do là cái công trình lần này là phần bên trên tầng 2 khá là nhỏ thế nên là bên mình sẽ làm liền luôn như này và làm mái chóp thẳng vào. Còn phần đằng trước này đó chính là không gian phòng thờ. Thì các bạn sẽ hỏi là ơ anh ơi thế nếu mà làm như vậy thì là các cái không gian của mình sẽ bị bí đúng không ạ? Thì không phải đâu các bạn ạ. Bên mình đã đưa ra các cái giải pháp về phần không gian cho các cái không gian phòng ngủ. Tất cả các phòng ngủ này thì đều có ban công hết nha các bạn nhé, đều có ban công. Đây là gọi là lô ra, Đồng Cường vừa rồi nói nhầm. Ban công đó chính là toàn bộ sẽ được đua ra bên ngoài và không có hai bức tường ở hai bên. Còn lô ra là chúng ta sẽ thụt vào bên trong. Đây bên mình đang xây những cái lô ra ở đây. Các bạn có thể thấy được rằng là cái phần hình thức như thế này. Và cái phần bên trong cái mảng lô ra này các bạn có thể là đặt để kê được đồ. Vì là mình sẽ làm thụt lại và bo cái phần góc này, bo cái phần góc như thế này, chia sẻ rãnh ở đây bo phần góc như này. Thế nên là làm cho cái công trình nó sẽ tạo được cái độ sâu cho ngôi nhà nha các bạn nhé. Đấy chính là cái phần 3D. Video này mình cũng xin phép là gửi cho các bác thợ để các bác xem và nắm bắt được. Đây là cái phần ở phần bên hông, bên hông là cũng là cái một phòng ngủ nữa thì cũng có cái phần ban công. Đây người ta gọi là ban công này. Đó, ban công là hở ba bên, còn lô ra là bịt hai bên và hở một bên nhé các bạn nhé. Đấy, và chúng ta có ở đằng sau này đó chính là cái khu vực phơi. Đấy chính là toàn bộ cái phần hình thức của công trình. Thì tất cả các cái bản vẽ này của bên mình này thì mình làm đều là hồ sơ bản vẽ chi tiết hết nên là sẽ rất dễ dàng để chúng ta thi công một cái
cái mái ngói làm sao cho nó chuẩn. Đây, mình sẽ bật luôn cho các bạn xem cái bản vẽ của bên kiến trúc CG. Đây là phần kiến trúc điện nước này. Đây, mình sẽ bật cái bản vẽ phần mái ra để cho các bạn dễ hình dung. Đây ạ, đây chính là cái phần mái ngói. Và chúng ta sẽ có từng cái bản vẽ về phần cây trống như thế này, rất chi tiết các cái cây trống và chiều cao cây trống. Thứ hai, từng cái vị kèo ra một, từng cái ly tiêu tô ra một, hay hướng dẫn và thống kê rất chi tiết cho các bạn để các bạn làm được cái phần mái ngói nha các bạn nhé. Còn về cái phần chiều cao của cái công trình lần này thì mặt tiền công trình khá là chật, đúng không ạ, khá là nhỏ nhỏ nhắn xinh xắn, nên là bên mình sẽ làm cái chiều cao của công trình là bằng 3m9 và chiều cao lên tầng 2 của bên mình là tầm khoảng 3m4 nha các bạn nhé. Chiều cao của cả phần mái là khoảng 2m2 đến 2m rưỡi, thì cả cái nhà này của chúng ta nó sẽ rơi vào khoảng tầm 9m7 cho tổng quan của một công trình biệt thự 2 tầng mái Nhật đẹp nhỏ nhắn xinh xắn như này. Tiếp theo thì Cường xin mời quý vị các bạn hãy cùng Cường đi vào bên trong để phân tích cái nội thất, cái không gian của công trình. Đây chính là cái mặt bằng nội thất. Đây là phần 3D. Mình sẽ xây phần đằng sau này là còn lại chừa lại 5m, gia chủ chỉ muốn chừa lại 5m để sau này cắt cái mảnh này cho người thân. Thế còn là cái phần ở đằng trước này, anh thì giờ sẽ được cái phần ở đằng trước này. Thì cái phần này nó sẽ chúng ta sẽ có là được khoảng 9m. Đó, được 9m, và đây là cái phần ngã ba. Thế nên là do là đây là phần ngã ba, thế nên là bên mình sẽ thiết kế làm sao để tạo ra được những cái đường giật thụt thò và tạo được những cái khoảng không gian, những cái điểm nhìn cho cái công trình của chúng ta nó hài hòa, nó cân đối nhất nhé các bạn nhé. Phần cổng thì được đặt lệch hẳn sang bên này, và cái phần bo tròn ở đây thì sau này chúng ta sẽ trồng những cây hoa. Chúng ta cũng tránh hiện tượng chúng ta đặt cổng chúng ta thẳng vào giữa cái khuôn đất này là nó sẽ không phù hợp, và chúng ta sẽ đặt lệch sang bên hông này. Còn lô bên này là lô nhà anh trai, thì đó chính là về tổng quan tổng thể của công trình. Mình xin phép đi vào phân tích cái công năng. Công năng thì đây chính là cái không gian tầng 1. Không gian tầng 1 thì một chiều này là tầm 3m8 nên các bạn nhé, 3m8 80. Đây ạ, chiều này là bằng 3m8 80 này. Và một chiều là được 18-20, tức là bằng 88-20. Đây, 88-80 đúng không ạ? Đó, thì cái phòng khách này thì chúng ta sẽ được cái kích thước là bằng 19.4, và phòng bếp này thì chúng ta sẽ được là 16.5. Thì khi mà chúng ta ngồi ở phòng khách này, chúng ta sẽ xem tivi ở phần bên hông bên này nhé các bạn nhé. Còn là đây chính là cái phần bếp. Do là bên mình sẽ đều tính toán cái phong thủy cho gia chủ hết, thế nên là cái hướng bếp vẫn theo cái hướng cũ, vẫn theo cái hướng cũ của công trình nhé các bạn nhé. Bởi vì gia chủ sinh năm 1000, đây mình sẽ bật luôn cho các bạn xem về tuổi của gia chủ và phong thủy. Đây là cái phần 3D. Tuổi của gia chủ là sinh năm 1990, là canh ngọ, năm nay là một năm tuổi rất là đẹp để làm nhà cho những bạn nào mà sinh năm 1990 canh ngọ nhé các bạn nhé. Và cái hướng ở đây chính là cái hướng phục vị. Đó, hướng bắc là hướng hướng khảm, hướng bắc là hướng phục vị, và chúng ta sẽ được ở đây rơi, nếu mà chúng ta làm bếp quay ra hướng này thì được sẽ được cái cung tiến điền nhé các bạn. Và vệ sinh thì chúng ta đặt ở cái cung họa hại này, họa hại tuyệt mệnh này. Đó, rất tốt nhé các bạn. Đấy chính là về phần phong thủy của ngôi nhà, thì bên mình cũng sẽ tính toán cho gia chủ. Còn đây chính là có một cái không gian phòng ngủ. Thì đối với không gian phòng ngủ này thì là bên mình có cái kích thước là đang làm là được 14.3, thì một chiều rộng của cái phòng ngủ này là được 2.9, đúng không ạ, gần 3m, và chiều sâu là bằng 4.7. Và chúng ta sẽ mở cửa ở góc 45 độ. Ở đây chính là một cái phần tủ quần áo, đây là một cái phần tủ giường, và chúng ta sẽ có ở đây đó chính là hai cửa đầu hồi đầu giường các bạn nhé. Công trình lần này thì chúng ta không có vệ sinh riêng, mà chúng ta đi vệ sinh chung ở bên ngoài hết. Đó, và chúng ta có ở đây là một cái phòng vệ sinh. Thì chiều rộng của phòng vệ sinh lần này mình đã thiết kế là được 1.4 và 1.480, và chiều sâu là bằng gần 3m. Chúng ta sẽ chia ra thành 3 cái phân khu công năng như sau. Đầu tiên thì bên trong cùng thì bên mình sẽ làm không gian ướt. Đây là có một cái phần hộp kỹ thuật, thì bên mình sẽ xây chờm hẳn cái phần này ra, chờm hẳn cái phần này ra được khoảng tầm 1m1 để chúng ta làm một cái không gian hộp để đồ, hoặc chúng ta đặt những cái khăn, những cái khăn tắm đấy, và những cái quần áo của chúng ta sẽ làm ở trực diện ở đoạn này. Đó, thì các bạn có thể là nâng cao cái phần này lên, nâng cao cái phần này lên này. Đó, Cường sẽ đẩy vào đây cho các bạn dễ hình dung. Nâng cao phần này lên, chúng ta đặt
đặt cái đồ của chúng ta vào đây, chúng ta đóng cửa lại, đóng cửa kính lại thì sẽ không ảnh hưởng, và hoặc là chúng ta sẽ ốp toàn bộ đá ở trong này và chúng ta treo, treo khăn đấy, đều khô chúng ta treo trong này cũng vẫn được nhé các bạn nhé. Hoặc là chúng ta để những cái chai dầu rửa gội đầu hay là xé sữa tắm. Đó, và phần đằng trước này là không gian khô. Không gian khô thì là bên mình sẽ bố trí một thiết bị là rửa tay, lavabo và xí. Một lưu ý nhỏ trong quá trình mà chúng ta làm cái không gian phòng tắm là cái toàn bộ cái sàn phòng tắm này, các bạn nên giật cốt cả cái sàn vệ sinh này, chúng ta giật cốt xuống 5 phân. Nhưng mà riêng phòng tắm thì các bạn giật cốt xuống 1 phân cho cường như quý vị các bạn nhé. Để đảm bảo là khi mà chúng ta lắp các cái gờ ngắn nước thì là chúng ta sẽ phẳng và cũng như là thoát nước của phòng tắm sẽ tốt hơn. Đây là không gian cầu thang lên bên trên tầng trên. Thì cầu thang được chia các cái chiếu nghỉ vuông ở đây thì chúng ta sẽ lên trên tầng 2. Bước chân lên không gian trên tầng 2 thì chúng ta sẽ có hai phòng ngủ đi vệ sinh bên ngoài chung hết, là vệ sinh vẫn được đặt ở cái khoảng không gian ở phía sau và cũng họa hại nhé các bạn nhé. Phía đằng trước này đó chính là các cái phần phòng giặt để chúng ta giặt rũ ở đây, và chúng ta có cái lối cầu thang ở đây thì là lên bên mình đang thiết kế là 36 nên lên là 21 bậc. 21 bậc thì nó sẽ rơi vào con số sinh nhé các bạn nhé. Và chúng ta sẽ có một cái phần đằng sau này là phần giặt là sân phơi, và đây chúng ta như lúc nãy mình đã có chia sẻ với các bạn thì đó chính là cái phần liên quan đến ban công đó, đây là ban công này, và ở đây chúng ta có một phòng ngủ, phòng này được 14,3 m2, và chiều sâu của phòng ngủ là bằng 4,9 và chiều rộng của phòng ngủ là bằng 2,8. Đằng bên hông bên này thì chúng ta có một cái phòng ngủ được 12 m2, chúng ta có cái kích thước một chiều là bằng 2,9 m và chiều này là bằng 4 m nhé các bạn nhé. Nhiều bạn thì khi mà bên mình thiết kế thì bên mình sẽ tính toán làm sao để có được những khoảng không gian ban công để chúng ta có thể là khi mà nếu mà bạn nào mà muốn hút thuốc thì các bạn mà gia chủ mà hút thuốc thì chúng ta có thể ra bên ngoài, đúng không ạ? Chúng ta hút thuốc ở bên ngoài không ảnh hưởng đến cái phòng ngủ của chúng ta là cái điều đầu tiên. Và cái thứ hai nữa là chúng ta có cái ban công, có cái loza nó rất là tiện. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta có thể là trồng những cái cây xanh, có những cái khoảng thở cho cái không gian, cho cái công trình của nhà mình, thế nên là sẽ rất là đẹp và hài hòa cân đối nha các bạn. Đấy là một trong cái lưu ý mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Còn không gian phòng thờ lần này thì khá là nhỏ, đằng trước này thôi, chủ yếu là chúng ta dùng để thờ cúng nha các bạn nhé. Thì phòng thờ lần này được khoảng tầm 7,5 m2, một chiều này là được 1,7 và chiều này thì là vẫn được cả cái hành lang này được 3,8. Thì chúng ta chỉ bố trí một vách CNC ở đằng sau và một cái ban nhỏ. Ban này thì các bạn để là 1080 hoặc là ban 70 thôi, một ban 70 thôi, ban 70 hoặc là ban 81 thì khá, ban 81 thì khá là phù hợp, hoặc là ban 72 nhé các bạn nhé. Thì là nó sẽ cực kỳ là ấm cúng và vừa tầm đối với lại công trình. Còn là nếu mà các bạn mà thiên về bên thờ cúng thì các bạn phải làm một phòng thờ nó to, nó rộng, khoảng 10 đến 12 mét thì nó sẽ khác so với lại cái không gian, với lại cái công năng, cái hình thức của một cái công trình như thế này. Đó, thì đó chính là tổng quan về phần hình thức. Còn là về bản vẽ của bên công ty cổ phần kiến trúc CG thì các bạn đã biết rồi, hồ sơ bản vẽ của bên mình là hồ sơ bản vẽ chi tiết cực kỳ là đầy đủ tất cả các cái hạng mục, các cái phần 2D kết hợp với 3D rất rõ ràng ra, phong thủy được tính toán chi tiết cho các bạn luôn, cho nên là các bạn rất là yên tâm. Phần kết cấu thì cũng vậy đó, thống kê toàn bộ sắt thép bảng cuối cùng cho các bạn, điện nước rõ ràng và được mô phỏng hóa 3D hướng dẫn quý vị các bạn về cách chúng ta thi công một cái công trình như thế nào để làm được một cái móng băng chuẩn. Đây ví dụ như đây đó, rất chi tiết như này nhé các bạn nhé. Các cạnh sắt bố trí như nào, các bạn nhìn đây là số 1 này đó, số 1 ở đây là cái số 1 được bố trí ở bên dưới này, đây lớp số 1 rất chi tiết để cho các bạn làm được một cái công trình chuẩn và đẹp, tốt chất lượng nhé các bạn nhé. Thì trên màn hình của quý vị các bạn đây chính là kênh YouTube Kiến trúc CG. Các bạn hãy giúp bên mình nhấn vào nút đăng ký kênh hoặc là nhấn lưu lại các cái video, giúp bên mình đạt được 100.000 subscribe nhé các bạn nhé. Trên này thì mình chia sẻ rất rất nhiều những cái video liên quan đến thực tế, liên quan đến thi công, liên quan đến những cái kiến thức cho gia chủ, để cho gia chủ có thể nắm bắt được. Đây rất nhiều những cái video liên quan đến các cái phần móng, liên quan đến các cái phần mái chi tiết như thế này, phân tích cho các bạn từng phần một, những cái được, những cái chưa được, hay là những cái công
trình thực tế bên mình đều chia sẻ rất sâu, rất chi tiết như vậy. Thế nên là các bạn vào xem để nắm bắt và áp dụng cho cái ngôi nhà của nhà mình nó tốt hơn nhé các bạn nhé. Cường xin cảm ơn quý vị bạn rất nhiều vì đã xem video bên công ty cổ phần kiến trúc CG. Xin chào và lại quý vị các bạn trong những video tiếp theo.